Xin chào bác, chào mừng các bác đã quay lại shop đồ cô do Khánh có nhá. Chúc tất cả các bác một ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4, hôm nay em lại tiếp tục lên bán phụ cá. Video này gồm có cần câu nua này, cần câu đứng này và bao đựng cần, bao cần đứng và bao cần bụng đầy đủ các loại size. Thì trước khi giới thiệu chi tiết em giới thiệu qua số điện thoại của em là 0878690999. Em đang ghim trên góc màn hình, bác nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho em hoặc là inbox qua Zalo. Em báo giá trong video cho bùm ví ship, mỗi đơn hàng gửi đi sẽ cộng thêm 20.000 cho những đơn hàng nhỏ và 30.000 cho những đơn hàng to. Và em sẽ ship code toàn quốc, cốc kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền giúp em. Và giờ em giới thiệu chi tiết từ sản phẩm. Đầu tiên mã số 1 em giới thiệu một cây cần câu nua, một cây cần câu nua nhiều khúc đến từ hãng Tay Quắc. Cây này có 5 khúc nhá, một cây cần máy đứng dành cho đánh thích đánh nóc nheo chẽm đồ kia hết. Nóc nhau chạm ok nhé. Đây, cây cần chuyện này. Đấy, khi thu gọn cực kỳ là gọn gàng luôn. Đây. Cái này khi thu gọn vào thì nó chỉ có 47 cm thôi. Cái này khi thu gọn chỉ có 47 cm thôi nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ đọc thông số bác luôn. Đây, thông số nó sẽ ghi trên đọt 2 này nhé, đọt 2 nhé. Cái này thì sản xuất đến từ hãng Tay Quắc này, Con này có tên là Aubach, có thông số là LS 695. 695 là tương đương là dài 6,9 5 khúc đấy nhá. 6,9 là tương đương dài 2m 7 cm, nua mắc 30g và tải rơi tương đương 14 lb. Đây, xem phần đọt 2 đây. Trên này có mã code đầy đủ nhá. Đây. Đọt 2 đây. Đây. Trên này nhá. Con này thì đã qua sử dụng thành ra cái phần đọt này nó hơi bị xước này. Hơi bị xước nhẹ nhá. Đấy, nói chung không ảnh hưởng gì đến chất lượng cần nhá. Rồi tiếp tục đến phần gốc. Đây, phần gốc đây. Phần gốc em có một cái phần gốc kiểu dáng này. Con này phần tay nắm là nó sẽ sử dụng bằng cán mút Eva và có thêm một cái dinh, một cái dinh nhẫn ấy có khắc logo này của hãng này, Tay Quắc này, đây nhá. Đấy. Rồi tới phần bát con này thì bát Fuji, trên bát có ghi logo này, Tay Quắc này nhá. Bát Fuji vặn này. Đây, vặn như này nhá. Đấy. Đây kiểu dáng này. Đấy. Giờ phần bát cực kỳ đẹp luôn. Bát trên này sẽ có một ống carbon này in vân này. Bát carbon in vân này đấy nhá. Tay cầm này. Đấy nhá. Đấy, bảy khá là chắc chắn nhá. Đây, con ống tino con này khá là dày. Ống tino khá là dày nhá. Đấy, đây phần gốc. Rồi tiếp tục đến đọt 3. Đọt 3 thì đọt này sẽ có khoen này, Em có một khoen đầy 3 này, khoen Fuji đá xích chân ca nhá. Các bạn nhìn này, đá bóng nọng nhá. Đấy. Tiếp tục đến một cái khoen cận đầy 3 này, cũng vậy này, cũng là khoen ca, khoen Fuji chân xích nhá. Đấy nhá. Đấy, đây. Để cho các xem phần phôi trên này, đọt ba này cũng hơi bị xước nhẹ này, đấy có nhìn rõ. Đấy, phôi sẽ phôi xoắn vòng tròn, phôi carbon xoắn vòng tròn nhé. Tiếp tục đến đọt 4 em giới thiệu một cái đọt tiếp theo. Đọt này gồm hai khoen này. Khoen này là khoen sử dụng đá Fuji nhé, khoen Fuji đá xích chân ca nhé. Đấy nhá, đây khoen này. Khá đẹp nhá. Đây phôi sẽ đôi phôi màu đen này, Đấy, đây ông Tino khá là dày. Tiếp tục đến đọt 5 có một cái đọt này gồm có ba khoen và một đầu bu này nhá. Đấy nhá, đều đá xích chân ca nhá, khoen Fuji đá xích chân ca nhá. Đây đọt đây, đọt chạm màu đen này nhá. Đấy, khá đẹp. Phôi giữa phôi carbon xoắn toàn thân, xoắn vòng nhá. Đây đầu bu này, đầu bu xích cho nhìn rõ xoắn nét này. Đây cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp nhá. Thì cứ cần mã số 1 em có một cây cần câu nua nhiều khúc, một cây cần câu nua đến từ hãng Tay Quắc 5 khúc này, có độ cứng này size M, mắc tải 30g, dành bao đánh nóc nheo chẽm rồi là cá thiểu ok nhé, cá măng thiểu ok nhé. Thì cái này mã số 1 em sẽ để giá là 2 triệu đồng, mã số 1 2 triệu đồng nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 2 em sẽ được một cây cần Microcraft, một cây cần Microcraft, con này có tên là Crotech Sebat này. Đấy, thì cái này có thông số là CRX904ML, con này sẽ là dài 9 feet tương đương là dài 27 và số 4 này tương đương cây cần này sẽ 4 khúc nhé, size ML này. Con này tải mồi mắc từ 10-30g, tương đương là 8-14 lb dây nhé. Đấy, BE từ 0.8-2 này. Con này action sẽ RF đây nhé, rear wheel flat các bác nhé. Đấy, con này khuyên sẽ khuyên Fuji đá Econine chân ca này. Con này blend của nó sẽ là 2 mix Modulu carbon nhé. Và con này sẽ là phần cán bát nó sẽ sử dụng là cán mút Eva nhé. Đây, con này có giá mới là 1.300 yên, đó là 13.000 yên nhé. Đấy nhé, tương đương khoảng tầm 2,5 triệu bây giờ, 2,5 triệu đấy, trường bây giờ nhé. Đây, đây một cái cần này còn nguyên bao luôn. Rồi giờ em sẽ giới thiệu luôn bên trong. Đây, bên trong có một cái cần như này, một cái cần 4 khúc này nhé. Cây cần này thì dài 2m7, dành có thể đánh nóc nheo chẽm hoặc là bác đánh gành được nhé, Đây một cái cần này. Đấy, cán mút Eva này, cán mút Eva toàn thân này. Đấy, đây nhé. Đây, còn trên phần này, này
còn đọt này, ba đọt thì duy nhất cái đọt to nhất sẽ có xoắn anh ra, còn mấy đọt này sẽ xoắn vòng tròn đấy nhá, xoắn vòng tròn nhá. Rồi giờ em sẽ giới thiệu bác từng đọt một. Đầu tiên là phần cán đấy, phần cán này, cán mút Deva này cầm cực kỳ êm tay này. Chiếc phần cán Deva này các bác nào mà ra mối tay thì không lo nhá. Khi mà cán bần ấy mà mối tay ra nó sẽ bị đen, còn cán mút này sẽ không bị nổ nhá, không bị nổ nhá. Đây này, con này cũng có một dinh nhẫn trang trí này. Đấy. Rồi chiếc phần bát đấy, bát con này sẽ phần bát Fuji. Bát Fuji nhá. Đấy, bát Fuji nhá, chính hãng nhá. Majograph này, để xoắn này. Để xoắn này. Đấy. Đây. Con này thì dòng Majograph thì đều sản xuất ở China nhá, China nhá. Đây, Crotech này, Crotech này. Tiếp tục đợt 2. Đợt 2 đợt này sẽ có một khoan đề 3 này, khoan khá lớn này, khoan này tương đương khoan 30, khoan 30 nhá. Cái này có thông số đây, có ghi thông số này. Đấy, chỉ có 4ML này, Majograph này. Con này sẽ xoắn X toàn thân, xoắn X 2 da đến khoan đề 3 nhá. Khoan xoắn X 2 da đến khoan đề 3 nhá. Đấy. Còn riêng phần khoan đề 3 con này sẽ sử dụng là khoan đá Econa, khoan Fuji đá Econa chân ca nhá. Đây nhá. Khoen size 30 và lên trên này sẽ là xoắn vòng này, carbon xoắn vòng này nhé. Đấy. Đấy, ông Tino khá là dễ dặn nhé, khá là dễ dặn nhé. Đấy, đây đoạn 2. Rồi tiếp tục đoạn 3. Đoạn 3 giới thiệu một đoạn này gồm có 3, gồm 2 khoen. Đoạn gồm 2 khoen này, đây nhé, 2 khoen nhé. Phôi bao đẹp luôn. Hầu bao đẹp bao nét các bác nhé, đều xoắn toàn thân hết. Xoắn vòng toàn thân hết nhé. Đấy, khoen này. Khoen này vẫn khoen Fuji đá Econite chân ca. Lên trên này vậy này. Khoen chất nhỏ dần nhất. Và tiếp tục đoạn 4. Đoạn số 4 đoạn này gồm có 4 khoen và một đầu bu, 4 khoen một đầu bu nhé. Đây này. Khoen đá này, đây đá cực kỳ đẹp luôn. Khoen Fuji đá Econa chân ca nhé. Đây nhá. Là tất cả dàn khoen không lỗi không bục nhé. Không lỗi không bị nứt không nhé, không lỗi không nứt nhé. Đấy. Thì cây cần mã số 2. Mã số 2 có một cây cần Majograph, một cây cần Majograph Crotech siêu bát, thông số là dài 2m7 4 khúc. Đấy, thì cái này em này thì tổng chiều dài thu gọn nhé, chiều dài thu gọn nó tương đương dài tầm 70 cm, thu gọn tầm 70 cm nhé, 70 cm nhé. Đấy, cái cần 4 khúc như này dài 27, thì cái cần mã số 2 cái cần này em sẽ để cho bác là giá 1.700.000, mã số 2 1.700.000 cái cần này nhé. Tiếp tục mã số 3 giới thiệu một chiếc bao cần câu mềm. Mã số 3 có một chiếc bao cần câu mềm này, cái này các bác có thể là gấp gọn được như này này. Đây, gấp gọn này cực kỳ là tiện luôn. Đây, cực kỳ là tiện nhé. Khi chúng ta muốn dùng các bác chỉ bung ra thôi. Bung ra này. Đây, em sẽ ra được chiếc bao cần câu này nhé. Bao cần câu này nhé. Bao cần sẽ bao cần bụng và được nó xốp mềm nhé. Nó xốp mềm nhé. Đây, đế bọc nhựa hoàn nhé. Đế bọc nhựa nhé. Rồi là tay sách này. Dây khoác đầy đủ nhé. Đây, đây mặt trước này. Trước này. Rồi ra mặt sau này. Đây nhé. Đó. Riêng cái bao này sẽ không rách không bục nhé. Không rách không bục không lỗi nhé. Có duy nhất chỗ này này. Nó hơi bị nứt, gọi là hơi bị mốc mốc một chút, hơi mốc mốc một chút nhé. Còn đâu tất cả đều ok hết, đều ok hết nhé. Rồi, giờ mình sẽ mở nó bên trong, nó xem bên trong. Đây, khóa kéo khá là nhẹ nhé. Khóa kéo này, khá là nhẹ nhé. Đây, bên trong này, bên trong nó sẽ một cái bao kiểu dạng này, khá là dày dặn nhé. Đấy, khá là to nhé. Lót lớp xốp mềm khá là dày nhé. Chống xốp khá là tốt nhé. Chống xốp khá là tốt nhé. Đây. Đấy, đây bao cần như này. Thì chiếc bao cần này mã số 3 chiếc bao cần này tổng chiều dài nó dài 1m25. Tổng dài 1m25, phần bụng rộng nhất của nó sẽ là 23 cm và đường kính gốc của nó sẽ là 16 cm mà nhân 10 cm nhé, 16 × 10 cm nhé. Thì chiếc bao còn là mã số 3 sẽ để giá là 250.000, mã số 3 250.000. Tiếp tục chỉ sang mã số 4 giới thiệu một chiếc bao cần câu cứng. Chiếc bao này đến từ hãng Action nhé. Con này có mã là GP 3155 nhé. Đây, chiếc bao còn này dành cho để đựng cần tay này, đựng cần tay dài này, hoặc cần nua dài nhé. Đây. Kiểu dáng này. Đây kiểu dáng này nhá. Đấy. Ngoài con này cũng khá đẹp nhá. Ngoài con này khá đẹp nhá. Riêng phần đầu này các bạn nhìn này. Riêng phần bọc nhựa này nhá. Mình sẽ xem này. Riêng phần đầu bọc nhựa này không bị lỗi nhá. Đây. Không bị lỗi nhá. Con này ngoài còn khá đẹp. Đây riêng phần đít này em thấy nó hơi bị kiểu là cái này bị chống xuống dưới phần nền ấy, nó hơi bị sùi một chút nhá. Còn đâu tất cả mọi thứ đều ghê nhá. Tay sách này, dây khoác đầy đủ này. Đấy. Rồi, giờ em sẽ giới thiệu vào bên trong. Này, bên trong đây có nhé, bên trong có dây buộc đầy đủ nhé, dây buộc đầy đủ nhé. Bên trong nó là một lớp nhựa này dày khoảng tầm 2 đến 3 ly nhé, nhựa cứng như chống sốc nhé. Dưới này có một chỗ để buộc cần nữa này, đây nhé. Đấy, đấy, khá đẹp nhé. Bao cần này nó duy nhất một phần dưới này này, nó hơi bị tì một chút thôi, còn đâu tất cả đấy, mọi thứ đều ok hết, mọi thứ đều ok nhé. Thì bao cần này, bao cần mã số 4, một chiếc bao cần Action có thông số là dài 1m55 và đường kính gốc của nó sẽ là 7 x 6 cm.
7 x 6 cm nhé, 7 x 6 cm nhé, và tổng chiều dài là 1m65. Thì chiếc bao quần mã số 4 sẽ đẩy ra 300.000, mã số 4 300.000. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 mình giới thiệu một chiếc bao quần tiếp theo, một chiếc bao quần này đến từ hãng Action tiếp theo này, đến lại Action tiếp theo này. Chiếc bao này còn cực kỳ đẹp, còn gần như là new mới nhé, gần như là mới nhé. Chiếc phần ngoài này sẽ bọc giả da carbon nhé. Đây nhá, giả da carbon này nhá. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Đây, còn gần như hàng new mới nguyên, còn gần như hàng new mới nguyên nhé. Đấy, đế đế nhựa này, đế nhựa này. Đấy. Rồi con này có tay xách, dây khoác đầy đủ nhé, tay xách dây khoác đầy đủ nhé. Rồi, vào bên trong đi, em sẽ giới thiệu luôn bên trong cho con luôn. Này, bên trong này. Bên trong con này sẽ có lớp xốp dày khoảng tầm 3-4 ly, lớp xốp dày khoảng tầm 3-4 ly nhé. Đấy. Trong khá là rộng nhé. Bao này các bác có thể đựng được 6-7 chiếc quần tay hoặc đựng được khoảng tầm 2-3 bộ quần máy nhé, 2 bộ quần máy nhé. Đấy, dây buộc đầy đủ này, dây buộc đầy đủ này. Đấy. Thì chiếc bao cần thì bao cần mã số 5. Mã số 5 một chiếc bao cần Excellent, một chiếc bao cần Excellent còn gần như hàng lưu mới nguyên. Chiếc bao này có tổng chiều dài của nó sẽ là 1m62 và đường kính của nó sẽ là 12 cm x 8 cm nhé. Đấy, chiều ngang là 12 cm và chiều dòng này sẽ chỉ có 8 cm thôi. Thì chiếc bao cần mã số 5, mã số 5 chiếc bao cần này sẽ để ra 800.000. Mã số 5 800.000. Mã số 6. Mã số 6 giới thiệu một chiếc bao cần Shimano, một chiếc bao cần câu đứng dành cho đựng cần tay này, đựng cần câu nua này, cực kỳ là hợp lý nhá. Đấy nhá, chiếc bao cần này khá là đẹp, còn gần như là new mới. Đấy, giờ em sẽ chi tiết cho bác luôn. Đây, cho bác xem phần mặt trước này. Phần này sẽ là vải vân carbon này, vải vân carbon này, nên trên này sẽ là vải vân da nộn này, da nộn này có nhá. Đấy nhá, cực kỳ đẹp luôn. Logo Shimano này. Đây. Tiếp tục này, trên này cũng là vân vải carbon nhá. Đấy. Tiếp tục phần lưng, sống lưng này em có dây khoác này, dây khoác khá là dày dặn nhá, dây khoác dày dặn nhá. Rồi tay xách này. Tay sách đầy đủ này nhá. Đấy, đây. Đây phần đế này. Thế đấy nhá. Rồi tiếp tục mặt này. Mặt này sẽ không ghi logo này, không logo này. Đây tất cả phần vải còn cực kỳ đẹp nhá, cực kỳ đẹp nhá. Rồi tiếp tục phần khóa này. Phần khóa thì nó sẽ sử dụng da nộn nhá, sẽ có đường chỉ khóa này, đường chỉ khóa màu hồng này, khá là đẹp nhá. Khá đẹp và khá là nổi luôn. Đây. Đấy. Rồi vào bên trong. Vào bên trong con này sẽ lót một lớp vải nhá, vải được gọi là vải chống bẩn này, vải chống bẩn này và sẽ có một lớp nhựa cứng này, dày khoảng tầm 3-4 ly để bảo vệ cần khá tốt nhé. Đấy nhá. Đấy. Đây, mặt trong này. Đây, con này thì có dây dán đầy đủ này, dây dán để cố định cần này, nên trên này cũng vậy này, cũng dây dán để cố định cần đầy đủ nhá. Và con này đặc biệt nó có hay hơn là có một cái này. Cái này trên này em có một cái vách này nhá. Vách này các bác có thể tháo rời tấm nhựa này ra này, tháo rời tấm nhựa này bác vệ sinh hoặc là giặt giũ thoải mái luôn, giặt giũ thoải mái nhá. Đây một chiếc bao cần này nhá. Ngoài hình bao nét, bao đẹp quá luôn. Đây, khóa kéo bao nhẹ nhá. Khóa kéo bao nhẹ quá luôn. Đây. Đó là cực kỳ là nhẹ nhá. Thì chiếc bao cần mã số 6. Mã số 6 chiếc bao cần này có thông số là dài 1m55. Dài 1m55 và đường kính của nó sẽ là 9 x 8 cm. Đây, chiều dọc nó sẽ là 9 cm này và chiều ngang sẽ là 8 cm nhá, 8 cm nhá. Đấy, chiếc bao cần này cho bác đựng cần câu tay này, đựng cần câu nua này hoặc cần ISO này thì hợp lý nhá. Chiếc bao cần mã số 6 sẽ để giá là 1 triệu đồng. Mã số 6 1 triệu đồng nhá. Ngoại hình bao đẹp cho bác luôn, nét căng nhá. Tiếp tục đến mã số 7. Mã số 7 giới thiệu một chiếc bao cần Daiwa, một chiếc cần bao cần Daiwa nhé. Chiếc bao này cũng là bao cần câu cứng nhé, bao cứng nhé, bao này khá là cứng này đấy nhé. Logo Daiwa này, màu sẽ màu đỏ. Trong tiết không nhỏ em bán một cái, hôm nay bán thêm một cái nữa nhé. Này, đây mọi người, bao nét căng nhé. Con này sẽ thẳng tưng luôn, thẳng tưng nhé. Đế sẽ đế nhựa. Con này đã qua sử dụng phần dây da, phần đế nó có xước nhé, đế có xước nhé. Báo luôn các bác nhé. Này, da siêu đỏ luôn. Đây cho bác xem, lần lượt này. Đây, da bao đẹp nhé, da bao đẹp nhé. Đây, đá một mặt này. Tiếp tục mặt trên này. Mặt trên này em có dây khoác này, tay xách bọc da đồng hàng nhé, tay xách bọc da đồng hàng nhé. Rồi lên trên này có một cái logo Daiwa nhé. Tiếp tục phần mặt này. Đây các bạn nhìn này. Logo Daiwa này. Đấy nhá, cực kỳ đẹp luôn. À, còn riêng phần khóa này. Phần khóa thì vẫn sử dụng là lớp da thôi nhé, vẫn đều sử dụng da nhé. Và có một cái khóa này. Khóa kéo thì siêu nhẹ nhé. Đây, đấy, khóa kéo này. Siêu nhẹ luôn. Rồi vào bên trong. Đây, bên trong chiếc bao cần này cực kỳ là cao cấp luôn. Chiếc bao này nó bên trong nó sẽ có những thanh rách vãnh này nhé, đấy nhá. Đấy các bác có thể để một cây cần ở giữa này, hoặc để thêm hai cây cần hai bên hông này nhé, để chống xước nhé, cực kỳ hay nhé. Đây. Đấy, có thanh vách đồng hoàng nhé, Đấy, có cả dây buộc cần đầy đủ này, bên này một dây này, ở bên này một dây này, đấy nhá. Hai bên mỗi bên một dây này nhé, đấy để buộc cần nhé. Đây lên trên này vậy này, lên trên này thì em có một cái túi ngăn nhỏ này dành cho để quỹ đen này, đấy nhá. Bên trong nhìn thấy thôi các bác nhìn nó đã có một tấm nhựa cứng rồi, nhựa cứng bảo vệ rồi, và bên trong sẽ có một lớp xốp mềm này nhé, xốp mềm này nhé, cực kỳ êm tay luôn, cực kỳ êm tay nhé. Đây một bao cần kiểu dáng này. Đấy, một chiếc bao cần Daiwa, con này đã qua sử dụng rồi, có 1-2 điểm nó bị xước nhẹ nhé.
Chỉ chiếc bao cần, bao cần mã số 7. Mã số 7 chiếc bao cần này có thông số như sau. Thông số tổng chiều dài này dài 1m53. Và đường kính gốc của nó này, đường kính từ bên này sang bên này và từ bên này sang bên này nó đều là 8,5 cm nhé, 8,5 x 8,5 nhé, dài 1m53. Thì chiếc bao cần này mã số 7 em sẽ để giá 1 triệu đồng. Mã số 7 1 triệu đồng cho bao cần này nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 8. Mã số 8 sẽ được một chiếc bao cần Shimano, một chiếc bao cần cũng bao cần bán cứng nhưng bao cần này sẽ bao cần size lớn nhé, bao cần hình vuông nhé. Đây Shimano đây, kiểu dáng có nhìn rõ không? Đây Shimano này, đây đế này, đế Shimano nhé. Con này còn gần như mới nhé, em nhìn đế này, cái đế nó không bị xước mấy thì còn gần như là mới luôn đấy nhé. Shimano nhé, đế nhựa nhé, đây khá chắc chắn đấy. Đây có lên phần bao hiện tại trong mắt em nhìn thì hiện tại đang có là 3 ngăn, hiện tại đang có 3 ngăn không, 3 ngăn đúng không, có 3 ngăn thôi. Đây đấy, đây nhá, cho xem chi tiết thôi, ngoại hình còn cực kỳ đẹp nhé. Đây phần nóc này, đây phần hông này, đây phần hông này là cực kỳ đẹp nhé. Con này sẽ phần dưới nó sẽ được bọc ra ngoài nhé. Đây phần lưng này, phần lưng này có dây khoác này được, nó xốp cực kỳ là dày đúng không, cực kỳ là dày nhé. Và tay sách đầy đủ nhé. Tiếp tục sau phần hông này thì nó không có gì cả, nó chỉ trang trí thôi, bọc da và sẽ vải này, dạ vải nhé. Đấy. Rồi phần mặt con này sẽ được bọc da ngoài nhé, bọc da hết chỗ này nhé. Đây bọc da này, đây xuống dưới này vải này, và tiếp tục xuống dưới này nó bọc da nhé, bọc da nhé. Rồi giờ giới thiệu từng ngăn một. Chiếc bao này nó gồm có 3 ngăn. Đầu tiên nó có một ngăn lưới nhỏ này, đây ngăn lưới nhỏ này, ngăn này bác để phụ kiện nhỏ đây nhé, phụ kiện nhỏ đây nhé. Đấy ngăn này cũng bé không to đâu. Tiếp tục đến ngăn phụ này thì dành cho để hộp phao này, các bác có để hộp phao, hộp thẻo thoải mái này. Đây này, bên trong là khá là rộng nhé, các bác để hộp phao, hộp thẻo thoải mái luôn đấy nhá. Đây sâu cái dưới này này, cái ngăn phụ nó dài khoảng tầm 1 mét, hơn 1 mét đấy, các bác để đồ thoải mái luôn, được thoải mái nhé. Khóa sử dụng khóa IAK, kéo cực kỳ là nhẹ luôn, cực kỳ là nhẹ nhá. Tiếp tục vào ngăn chính đi. Đây em sẽ mở vào ngăn chính nhá. Đây sẽ cho bác xem ngăn chính bên trong này. Đây ngăn chính bên trong này cực kỳ rộng rãi luôn, cực kỳ rộng rãi nhé. Đấy các bác mở phát có thể mũ nhau nhé. Cái bao này các bác có thể đựng được, nếu mà cần câu tay các bác đựng trong khoảng tầm chục cây, hơn chục cây. Nếu mà cần có máy có thể đựng được khoảng tầm 3-4 cây nhé. Đây nhé. Đấy bạn cần máy thì nó có khuyên thì nó hơi bị chật. Bên trong nó xốp khá là dày nhé. Còn gần như là new mới này. Đây nhé. Xem con này sẽ sản xuất ở đâu. Đấy nhé. Tất cả các phần liên quan phụ kiện vải đa số của Shimano đều sản xuất ở China ấy. Xuất China ấy. Đấy nhá, hàng China xuất thị trường Nhật. Đấy, và dây buộc đầy đủ này. Và trong này sẽ có một ngăn phụ này, ngăn dấu quỹ đen đấy nhá. Đây. Cực kỳ đẹp luôn, còn gần như hàng lưu mới nhá, gần như hàng lưu mới nhá. Thì chiếc bao cần mã số 8. Mã số 8 một chiếc bao cần Shimano. Cái này có thông số như sau. Thông số tổng chiều dài của chiếc bao cần này sẽ dài 1m63. Và chiều ngang phần rộng nhất của nó sẽ là 12,5 cm và chiều dọc của nó sẽ là 9 cm nhé. Thì chiếc bao cần mã số 8 sẽ để giá 1.100.000. Mã số 8 1.100.000 cho bao cần xin đấy nhé. Còn gần như hàng lưu mới, đẹp cực đẹp luôn. Tiếp tục đến mã số 9. Mã số 9 em giới thiệu một chiếc bao cần Shimano tiếp theo. Một bao cần này sẽ là ngắn hơn chiếc bao cần vừa rồi, sẽ ngắn hơn bao cần vừa rồi nhé. Chiếc bao cần này của nó sẽ là dài 1m27. Đây này. Con này sẽ tổng chiều dài 1m27 nhé. Đây 1m27 nó có ghi đây này, 1m27 này. Một chiếc bao cần Shimano Lexer. Một chiếc bao cần Shimano Nexus này, Hyper Fishing Gear này đấy nhá. Đấy Nexus đấy nhá. Đây, mọi người này. Đấy, mọi người còn cực kỳ đẹp luôn. Cũng không rách không bục không lỗi nhá, cực kỳ đẹp. Đây, kiểu này. Đây. Cho xem bốn quanh luôn, cực kỳ đẹp nhá. Đấy, giờ sẽ cho bác xem lần lượt. Đầu tiên xem phần mặt tiền trước đi. Xem trên này sẽ là một phần nhựa này. Phần xốp trang trí nhá, để chống xốp khá là tốt nhá. Đấy. Rồi xuống dưới này em có một ngăn phụ này, ngăn này dành cho để hộp thẻo phao nhé. Đấy. Rồi phần đế này cũng là bọc lớp xốp này nhé, lớp xốp nó khá dày dặn, có dập logo Shimano này. Rồi tiếp tục sang bên hông này là phần tay sách này, không phần tay sách này, dây khoác thì nó xốp khá là dày, đeo cực kỳ êm luôn, cực kỳ êm nhé. Đây phần này, phần trên này là phần kiểu dạng da trang trí nhé. Trên này sẽ có một cái tay sách dọc. Rồi tiếp tục ra phần sau lưng sẽ có một cái dây khoác này nhé, khá là dày dặn nhé. Riêng phần tì lưng này, coi nhìn này, xốp khá là dày dặn nhé. Đây cực kỳ êm luôn, cực kỳ êm nhé. Tiếp tục sang phần hông bên này thì không có gì cả, phần hông bên này cũng trang trí giống bên kia thôi. Bên này thì sẽ có trang trí ít túi lưới này, ngăn lưới nhỏ đây nhé. Đây có một ngăn nhỏ này dành để phụ kiện nhỏ đây nhé. Đây ngoài như bao nét bao đẹp lắm luôn, bao nét bao đẹp lắm nhé. Đấy, chọn soi kỹ này. Đấy, đây nhé.
Đấy, thì chiếc bao này hiện tại đang nhìn là đang có 3 ngăn. Đây một ngăn này và một ngăn phụ to này và một ngăn chính nhé, ngăn chính nhé. Tôi giờ sẽ giới thiệu từng ngăn một. Giới thiệu bằng ngăn phụ trước đi. Ngăn phụ em có một ngăn này. Ngăn này dành cho để hộp thẻo này, hộp phao này, hộp kiện cho đây nhé. Thẻo phao kiện nhé. Đây. Đấy. Có mác đồng hóa nhé. Đây toàn chữ Nhật thôi, toàn chữ Nhật nhé. Rồi, đấy là ngăn phụ thứ nhất. Rồi tiếp tục đến ngăn phụ thứ hai. À đây ngăn chính luôn. Đây ngăn chính luôn cho các bác, đây ngăn chính luôn nhé. Ngăn chính to này. Đây, ngăn chính to này, bên trong này có nhìn này. Cũng khá là rộng rãi nhé, bên trong nó xốp khá là dày nhé. Đấy, nó xốp khá là dày nhé. Này kiểu dáng này. Kiểu dáng này. Đấy, phần đế này có nhìn phần đế này. Bao nó cũng khá là ít dùng nhé, ít dùng nhé. Để sim lô đấy. Đấy. Và con này có dây buộc đầy đủ này, dây buộc đầy đủ này và có thêm một cái túi dấu khuyết đen này, để dấu khuyết đen này nhé. Đấy. Thì chiếc bao cần này bao cần mã số 9. Mã số 9 chiếc bao cần này có thông số như sau. Thông số chiếc bao cần này dài này dài 1m32. Nó có ghi này, dài 1m27. Xin lỗi bác. Con này tổng chiều dài dài 1m27 và đường kính gốc chỗ rộng nhất của nó sẽ là 12cm và chỗ chiều ngang của nó này nó sẽ là 8cm. 12 x 8cm nhá. Thì chiếc bao cần này mã số 9 nó sẽ để giá 1 triệu đồng. Mã số 9 1 triệu đồng chiếc bao cần này nhá. Còn cực kỳ đẹp luôn. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 giới thiệu một chiếc bao cần cao cấp, một chiếc bao cần Simonic Shirt Hyper Fishing Gear, một chiếc bao cần bụng nhá. Một chiếc bao cần bụng đây, kiểu dáng này nhá. Khá là rộng rãi luôn, khá rộng rãi nhá. Cho đựng đồ thoải mái luôn, đựng đồ thoải mái nhá. Đây, chiếc bao cần sẽ màu đỏ, vải đỏ kết hợp cả màu đen, khá là nổi nhá, khá là nổi nhá. Đây, kiểu dáng này. Đây nhá, kiểu dáng này nhá. Đây. À, con này em giới thiệu bác từng phần mặt nhá. Cho bác phần mặt trước đi, để mặt trước đây. Coi nhìn này. Đẹp nắc. Đẹp nét căng đét chưa? Nét căng đét chưa? Đấy, đây nhá. Phần lưng này, phần lưng có tay sách này. Dây khoác cũng có logo này, đấy nhá. Riêng phần tay khoác coi nhìn này. Cực kỳ là dày dặn luôn, cực kỳ êm nhá. Nexus này. Đấy. Tiếp tục phần đằng sau, phần đằng sau này nó chỉ phối màu thôi. Phần vải này, vải kiểu vải nhựa nó có hơi sần sần, khá là sướng này. Nên trên này cái vải vân carbon màu đỏ này và có dập logo Shimano nhé, logo Shimano nhé. Nên trên này có phần tay sách nhé, tay sách. Đấy, mọi hình. Thấy căng chưa? Tiếp tục phần bụng này. Đây, phần bụng trên này sẽ là nót xốp này, nót xốp này. Đấy, đây xuống dưới này vân vải carbon này và dưới này phần nót xốp này hiện tại đang phần này nó hơi bị bung một chút đây các nhé. Đây này em hơi gãy gãy đấy nhé. Đây này. Nó kiểu cái này nó hơi bị mủn một chút nhé, nó chỉ bên ngoài thôi, cái kiểu cái lớp nhựa tráng nhựa bên ngoài hơi mủn chút thôi nhé, còn bên trong thì đẹp hết các nhé. Đây nhé, đây mặt trước đây, Nexus nhé. Thôi giờ em sẽ giới thiệu bắt từ ngăn một. Đây, đầu tiên giới thiệu bằng ngăn phụ này cực kỳ là rộng rãi luôn, cực kỳ rộng rãi nhé. Sờ vải cực kỳ là sướng nhé, vải kiểu dãi, vừa chống sốc này vừa chống bẩn khá là tốt nhé. Đấy nhé. Đấy. Cái này cho bác đựng vài hộp phao vừa vài hộp thẻo đấy được. Đấy các nhé. Đấy. Rồi tiếp tục vào ngăn chính. Này, ngăn chính này, ngăn chính thì bao rộng quá luôn. Ngăn chính bao rộng nhá. Đấy nhá. Ngăn chính có cả vách này nhá. Có cả vách để chia cần nhá. Có cả vách chia cần đồng hàng nhá. Đấy nhá. Dây buộc đầy đủ này, dây buộc đầy đủ này. Đấy bác chia xong bác có thể dán vào này nhá. Đấy thì sẽ cố định nhá. Này bên trong này. Bên trong nó xốp khá là dày nhá, khá là dày nhá. Trong này nó có in thông tin này. Thông tin này nhá. Đây, bao phần này. Đấy. Thì chiếc bao cần mã số 10. Mã số 10 em có một chiếc bao cần bụng, một chiếc bao cần bụng đến từ hãng Shimano Nexus. Chiếc bao nó có thông số là dài con này dài 1m33, con này dài 1m33 nhé, dài 1m33 nhé. Phần bụng rộng nhất của nó sẽ là 25cm và đường kính gốc của nó này sẽ là 13 x 9,5cm nhé, 13 x 9,5cm nhé, dài 1m33. Đấy. Thì chiếc bao cần này mã số 10 em sẽ để ra 2 triệu đồng, mã số 10 2 triệu đồng. Tiếp tục mã số 11 là bao cần cuối cùng, một chiếc bao cần cũng gần như là hàng lưu mới nhất, gần như mới nhất, một chiếc bao cần in vân vải carbon nhé, cũng Shimano Nexus nhé, một chiếc bao cần bụng này, đây các bạn nhìn này, gần như đẹp keng nhé, con này sử dụng vải vân carbon nhé, đấy, đế nhựa nhé, có dập logo này, Shimano nhé, khá là dễ dặn nhé, đấy, thì giờ em sẽ giới thiệu bác từng mặt trước đi, đầu tiên giới thiệu mặt bụng trang trí này, phần mặt tiền đấy nhé, đấy, nó có dập logo Shimano Nexus này, đấy nhé. Đấy, con này vải đều sử dụng vải vân carbon nhé. Đây nhìn cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp nhé. Đây phần dưới tay sách là bọc nhựa tròn này, cầm cực kỳ êm tay này. Ở dưới này sẽ là dây khoác này, cũng dập logo Shimano này. Đây, khá là dày nhé. Đấy, cực kỳ êm luôn, cực kỳ êm nhé. Đây, trên này sẽ nó có in vân vải này, dưới này sẽ là vân nhựa này nhé. Đây, rất cực kỳ sướng luôn. Còn ra mặt sau thì nó cũng thế thôi. Mặt sau thì con này thì có thêm một ngăn phụ nữa này. Con này tổng cộng sẽ có 3 ngăn nhé. 2 ngăn phụ và 1 ngăn chính. Đây. Yên vân vải carbon các bạn nhìn này. Nét căng đét chưa? Đây, cực kỳ đẹp nhé. Đấy. Con này tổng chiều dài sẽ dài 1m3 này. Trên phần bụng này
phần bụng riêng phần xốp này coi như này còn zin hết nhé, cực kỳ đẹp nhé, đây zin rất cực kỳ đẹp nhé, đây đó, cho xem qua này. Thì chiếc bao quần này thì nó có ba ngăn, thì em giới thiệu bác từng ngăn một. Đầu tiên dưới ngăn phụ đầu tiên đi, ngăn phụ mặt tiền đi, đây ngăn phụ mặt tiền này. Bên trong coi như này lại khá là rộng rãi nhé, khá là rộng rãi nhé, riêng phần vải vân carbon này sờ cực kỳ là sướng luôn. Và riêng cái phần nắp này, cái nắp này cũng được lót lớp xốp nhé, dày khoảng tầm 3-4 ly đấy, xốp mềm này nhé, đây tờ giá này. Đấy, đây rồi tiếp tục ngăn phụ hai ngăn phụ đằng sau này, đây ngăn phụ hai đây, em có một ngăn này cũng được lót xốp nhé, đều lót xốp nhé, đấy vải cực kỳ đẹp luôn. Bên trong này đây sẽ đựng phụ kiện thoải mái nhé. Khóa của Shimano thôi nhé, khóa của Shimano thôi nhé. Đấy rồi tiếp tục đến ngăn chính. Đây là ngăn chính cho xem trong, các bạn nhìn này, bên trong còn gần như là hàng lưu mới nhá, gần như hàng lưu mới nguyên, kỳ đẹp nhá. Dây buộc này rồi là miếng dán dính này đầy đủ nhá, dây buộc miếng dán dính đầy đủ nhá. Đây mọi người, đây nét càng nét cực kỳ đẹp nhá, để cho xem này. Đấy đây nhá, đây trên này có một ngăn phụ này, có một ngăn phụ này, ngăn nhỏ này đây nhá, và dây buộc đầy đủ nhá. Thì chiếc bao cần là bao cần mã số 11, chiếc bao cần này có thông số như sau. Chiếc bao cần Shimano Richard này, một chiếc bao cần gần như là hàng lưu mới. Con này là mã số 11, chiếc bao cần này dài 1m3, dài 1m3 và phần bụng rộng nhất của nó sẽ là 25cm và đường kính gốc của nó sẽ là 13 x 9.5cm nhé, 13 x 9.5cm. Thì chiếc bao cần là mã số cuối cùng cũng là mã số 11. Em sẽ để giá là 2.500.000. Mã số 11 2.500.000. Thì bác ưng mã nào liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0878 690 99 để chúng ta tiếp. Còn bây giờ thì dừng video, hẹn có video tiếp theo. Bye bye.